nha. À, sáng hôm nay các bạn ảnh đi có mệt không? À, có thấy Huế đẹp không? Như vậy là sáng hôm nay đoàn chúng ta đã đi tham quan hai điểm di tích ở Huế. Mình đến tham quan hoàng cung Đại Nội, đó là cố cung nơi sống và làm việc của 13 vua Nguyễn. Sau đó là mình đi tham quan chùa Thiên Mụ làm di tích tôn giáo. Chiều hôm nay đoàn chúng ta sẽ tham quan vua Thành Nam vua thứ 12 nhà Nguyễn. Trên đường đi tham quan thì đoàn chúng ta để ý hai bên đường nhé. Đoàn mình vừa đi qua cầu Nam Giao được bắc qua sông An Cửu. Sông An Cửu này ngày thì có sông này lời nông, tức là nó có lời cho công nghiệp, được đào từ năm 826 dưới thời vua Minh Mạng, tức là vua thứ 2 của nhà Nguyễn. Ngày xưa con sông này nó cung cấp nước cho vừa lúa bên bờ nam sông Hương này, cho nên nó có tên là sông lời nông. Nhưng con sông này là uốn quân qua phường An Cửu, chính vì thế mà sau này thành phố Huế quyết định đổi con sông này tên mang tên là sông An Cửu. Sông An Cửu này thôi vì do xe đi nhanh cho nên chỉ chưa kịp giới thiệu cho các bạn. Con sông này nó ngược về sông Hương, sông Bồ ở Huế. Sông Hương, sông Bồ, sông Bạch Yến ở Huế thì nắng trong mưa lại đục. Riêng con sông An Cửu này nắng đục mưa lại trong. Do bạch loài tạo ra sống ở lòng sông là nó được đục đi, và thường ngày tàu bè qua lại nhiều cho nên lòng sông khi nào nó cũng đục. Ở Huế cùng với sông Hương còn có núi Đôi Bằng là thắng cảnh thứ hai mà tàu hóa chỉ ban riêng cho Huế mà thôi. Nếu như một dịp khác các bạn có thời gian và điều kiện để tham quan Huế một lần nữa thì đoàn chúng ta có thể đi tham quan Huế Đôi Bằng. Cách thành phố Huế đây chỉ có 3 km về phía tây nam. Nếu như các bạn đến chiêm ngưỡng thì các bạn sẽ nhìn trực diện thấy Huế Đôi Bằng mang dáng hình tròn, còn nếu mình đứng ngang thì thấy nó hơi méo. Cho nên ca dao thì có câu là Huế Đôi Bằng trước tròn xoáy méo, sông An Cửu nắng đục mưa trong. Bởi vì anh một già hai lòng nên chi bồng con già mẹ em chờ mong tháng ngày. Tức là người ta muốn mượn đến ngọn núi con sông để ví đến tình yêu đôi lứa. Nếu như một trong hai người mà không chung thủy thì tình yêu sẽ không trọn vẹn. Trong đoàn đi tham quan này, các bạn để ý hai bên đường đi sẽ có rất là nhiều chùa. Bởi vì như khi sáng chỉ giới thiệu là ở Huế được mình với lại đất Phật, người ta ở tỉnh Huế có hơn 200 điểm Phật đường và gần 380 ngôi chùa lớn nhỏ. Bên tay trái của đoàn chúng ta đây là chùa Từ Đàm. Từ Đàm có nghĩa là đàn mới lành, được xây dựng vào thế kỷ thứ 17. Đặc biệt ngay phía trước cổng của chùa Từ Đàm này, các bạn để ý có một cây bồ đề được thiết từ Ấn Độ đem về mà nơi Phật đã đắc đạo. Chùa Từ Đàm này thì trong chùa này chỉ thờ Phật độc tôn mà thôi. Và đặc biệt vào những ngày lễ Phật đàn rằm tháng 4, lễ Phung Hoa, lễ Báo Hiếu rằm tháng 7, thì ở chùa Từ Đàm này và những ngôi chùa cổ kính khác ở Huế, người ta tổ chức lễ rất là lớn. Ngôi chùa này không phải là ngôi chùa cổ nhất ở Huế, nhưng nhiều người biết đến bởi vì đây là phong trào chấn hưng Phật giáo đàng trong ngày xây dựng ra tại đây. Còn phía sáng chúng ta đi chùa Thiên Mụ, đó là ngôi chùa cổ kính nhất, đẹp nhất ở thành phố Huế, được xây dựng vào năm 1601 do chùa Nguyễn Hoàng là chùa đầu tiên của dòng họ nhà Nguyễn, đó là chùa tiên, xây dựng vào năm 1601 và tính đến nay chùa đã hơn 417 năm rồi. Ở chùa Thiên Mụ những cái sáng chỉ giới thiệu có hai di vật mà những chùa khác không có được, đó là chiếc xe ô tô 4 chỗ ngồi đặt ở nhà tăng và con rùa bằng đá cẩm thạch bên tay phải của chùa khi mình đi vào. Chiếc xe ô tô 4 chỗ ngồi đó là 1963 nghĩ cho đồ Ngô Đình Diệm, anh em nhà họ Ngô là Ngô Đình Cần, Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu đã cấm Phật tử treo cờ Phật giáo và dẫn đến Hòa Thượng Thích Quảng Đức và lái xe ô tô ở chùa Thiên Mụ đến ngã tư đường Lê Văn Duyệt và Phan Đình Phùng ở Sài Gòn. Ông bước xuống xe, tòa lạc viện lòng đường, ngồi theo tư thế Phật và tử thiêu. Người ta kể rằng toàn bộ cơ thể của Hòa Thượng đều cháy hết, chỉ có trừ trái tim không cháy, và người ta gọi đó là trái tim bất tử. Hiện nay thì trái tim này thờ chùa Xá Lợi trong Sài Gòn, riêng hình ảnh của trái tim thờ chùa Từ Hiệu ở Huế. Đoàn chúng ta thì hôm nay mình chỉ đi tham quan lăng Phố Cát Đình là một lăng tiêu biểu nhất, đẹp nhất của trong hệ thống 7 lăng tận 13 vua. Thì như cái sáng chị đã giới thiệu, khi đến tham quan Huế thì các bạn chỉ có tham quan cả di tích nhà Nguyễn mà thôi. Nhà Nguyễn tồn tại Huế 143 năm và gồm có 13 đời vua. Vua đầu tiên là vua Gia Long lên ngôi thống nhất Sơn Hà vào năm 1802, cho đến vua cuối cùng là vua Bảo Đại
đã thoái vị vào chiều nay 30 tháng 8 năm 1945 tại Quảng Trường Hà Môn. Sau khi thoái vị xong thì Bảo Đài còn mở một câu lời nổi tiếng: thà làm dân của một độc lập còn hơn làm vua của một công nghiệp. Cái phải trở quan chúng ta đây là Đàn Nam Giang, là nơi ngày xưa vua Tể trời đất thời lý quốc thái dân an cho dân tình được mùa và mùa màng bội thu. Khi tế lễ Đàn Nam Giang này thì vua phải rời hoàng cung Đài Mùi, đi bằng thuyền cập bến bờ nam sông Hương này, đi bộ lên. Đoàn người đàn của vua rất là đông, từ 500 đến 1.000 người, có khi từ 5.000 đến 10.000 người. Đặc biệt tại đây thì các bạn để ý bên tay trái của đoàn chúng ta đây vẫn là Đàn Nam Giang đây, thì ngày xưa chỉ có bóng dáng của nam giới để cùng tế hành lễ tại đây thôi. Trong này có bậc đàn vua gọi là Phương Đàn, tượng trưng cho đất, và có bậc đàn hình tròn gọi là Viên Đàn, tượng trưng cho trời. Người ta quan là đất vô ngũ hàn, trời tròn vô biên. Khi tế lễ thì vua tế lễ khỏi sau thường tuần tháng 2. Thì ngày xưa khi tế lễ thì 13 vua đều tế lễ tại đây hàng năm như vậy, nhưng mà sau đó thì kinh phí tế lễ quá nhiều, chính vì thế một triều nhà Nguyễn quyết định là cứ 2 năm mới tế lễ tại đây một lần. Đặc biệt trong này có tòa nhà trai cung. Tòa nhà trai cung ở phía này các bạn để ý đấy, tức là cung ấy từng dựng trai giới, nghỉ về tổ tiên, nghỉ về mọi điều. Khi nào chuẩn bị tế lễ thì vua phải vào ăn chay tẩy trần trước đó 3 ngày. Có nghĩa là khi sáng mình đi tham quan hoàng cung nơi sống năm 13 vua, thì chỉ đã giới thiệu là ở đó có 3 vòng thành: Kinh Thành, Hoàng Thành, Tử Cấm Thành. Thì gia đình vua sẽ sống và làm việc ở trong Tử Cấm Thành. Trong Tử Cấm Thành còn có tòa nhà vua là gồm có vua, gia đình vua gồm có hoàng, quý phi, vợ chồng của vua, hoàng nam hoàng nữ, tức là con trai con gái của vua, cùng cả hoàn quan, tức là quan thái giám. Quan thái giám ở đây là có 3 loài. Loài thứ nhất là giám sinh, những người sinh ra bẩm sinh không có khả năng sinh hoạt. Những lang nào có những giám sinh này rất hạnh diện, báo với nhà vua sự nhà vua giảm sư thuế cấp ruộng đất. Loài thứ hai là giám lặc, có nghĩa là những người đàn ông thực thụ nhưng mà từ nguyện hiển dân của một nhà vua tôn vinh. Loài thứ ba là giám soát, có nghĩa là khi vua muốn quan hệ cung tần với nữ nào thì những giám soát này sẽ ghi lại ngày tháng năm để thuê có quan hay là không. Tối đến sẽ có quan thái giám, loài thứ ba là giám soát, sẽ tung thẻ bài lên, trên thẻ bài đó sẽ ghi tên các cung tần với nữ, và sau đó các quan sẽ chạy đến lục viện. Thì khi sáng chỉ đã giới thiệu ở trong Tử Cấm Thành là mình nghe thuật ngữ tam cung lục viện, có 3 cung: cung Diên Thọ ngoài Tử Cấm Thành với hoàng thái hậu mẹ vua ở phía tây, cung Trường Sanh thải hoàng thái hậu bà nội vua ở cũng ở phía tây ngoài Tử Cấm Thành, riêng cung Khôn Thái ngay trong Tử Cấm Thành dành cho hoàng quý phi vợ chính của vua. Sau khi mất mới được phong hoàng hậu, bởi vì là nhà Nguyệt không lập hoàng hậu khi đang còn sống, chỉ phong hoàng hậu sau khi đã mất. Còn cả cung tần mỹ nữ ở trong lục viện là nơi đó diễn ra ba huyền thân cung bí sử. Thì quan thái giám loài thứ ba này sẽ tung thẻ bài lên, nếu như ai trúng tên sẽ chạy lục viện. Và trong sử nhà Nguyễn chép lại rằng các bà xô đẩy nhau chen lẫn nhau chạy ra xem mình có trúng tên không. Sau khi trúng tên xong thì các bà sẽ được tắm rửa sạch sẽ, và tối đến quan thái giám loài thứ ba này sẽ đem đến những tấm khăn choàng màu vàng cõng các bà, quần các bà này lại xong và quần cõng các bà về điền Càn Thành nơi vợ sinh hoạt. Và sử nhà Nguyễn chép lại rằng là tờ mờ sáng hôm sau khoảng canh 3, canh 4, các bà được trả lại lục viện trong một trạng thái mê mịt và không hề biết gì cả. Những quan thái giám này, tức là hoàn quan này, những người kề cận với nhà vua nhất, trung thành với nhà vua nhất ở trong Tử Cấm Thành, họ không có gia đình người con gì cả. Chính vì thế mà người ta mới quyên góp tiền và mua mảnh đất ngay trong khuôn viên chùa Từ Hiếu. Thì chùa Từ Hiếu là ngôi chùa duy nhất mà có khu mộ của các quan thái giám, những người ở với nhà vua trong Tử Cấm Thành. Thì ở đó thì người ta muốn mua ngay trong khuôn viên chùa, và mong muốn của họ là sau khi họ qua đời thì khách thập phương đến có thể thắp cho họ một nén nhang để họ có thể ấm lòng nơi chính suối. Đó là ngôi chùa duy nhất có khu mộ và có quan thái giám. Thì chùa Từ Hiếu này thì cách thành phố Huế khoảng 7 km, nó toàn là cả xã Thị Xuân, huyện Hương Thủy, trực thuộc thành phố Huế. Còn trên đường đi tham quan này thì như chị giới thiệu thì mặc dù nhà Nguyễn có 13 vua, tồn tại 143 năm, nhưng mà do nhiều hoàn cảnh lịch sử gặp nhau nên chỉ có 7 lăng tẩm mà thôi. Các lăng tẩm đều nằm xa trung tâm thành phố.
và hầu như quay về hướng Tây Nam là hướng mặt trời lặn, bởi vì kỳ này vượt băng hà. Ngày xưa đã vì vua là các vị vườn mặt trời xuất hiện phương Đông và lặn về phương Tây, cho nên hầu như các lăng vua đều quay về hướng Tây Nam là vậy. Trong số 7 lăng tẩm của người lăng vua này, chỉ duy nhất lăng vua Thường Trị là vua thứ 3 của nhà Nguyễn là quay về hướng Tây Bắc. Và hiện nay các nhà sử học, các nhà Huế học cũng đang tìm hiểu không biết có lý do gì mà riêng lăng vua Thường Trị là quay về hướng Tây Bắc. Vua khải định tên thật là Nguyễn Phúc Ứng Đào, ông lên ngôi khi 31 tuổi và làm được 9 năm, từ năm 1916 đến 1925. Nhưng mà trong 9 năm làm vua của mình, vua khải định chỉ một ông vua bù nhìn, tức là làm vua của nước Việt, những nhà lương của Pháp có chức mà không có quyền. Và để lấy kinh phí xây lăng tẩm cho mình, nhà vua phải tăng thuế điền trong là 30%. Giờ đây này mà vua được bị lịch sử lên án là gay gắt. Ông còn cho người sang Pháp bút xi măng, gạch hoa, gạch caro, đá mài, nói đó của Pháp về. Riêng thủy tích nào đặt ở Nhật Bản, tất cả sang sử dụng ở Trung Quốc. Người ta chở hàng trăm tàu từ Trung Nhật Bản với những tô bạc đĩa còn nguyên vẹn mua về và đập vỡ ra với những bàn tay vàng khéo léo, tài tình, tài hoa của những người ngày xưa đã ghép lên trong một thất điện khải thành và cung thiên đình với những bức tranh nhà tuyệt đẹp. Lăng khải định thì tòa lạc ở xã Thủy Bằng, huyện Hương Thủy, thuộc thủ thành phố Huế và cách trung tâm thành phố Huế khoảng 12 km về phía tây nam. Ngày xưa đây được mình như là một vùng rừng thiêng lược độc và quỷ dị, nhưng mà do bàn tay lao động của con người chúng ta xây dựng lăng tẩm đồ sộ uy nghi lộng lẫy như chúng ta khoảng 10 phút nữa sẽ đến tham quan. Toàn bộ khu lăng nằm trên quả đồi Châu Chử, cao hơn mặt đường hơn 25 m, và từ bậc cấp thứ nhất đến bậc cấp trên cùng là cao đến 127 bậc cấp. Ý này là ta đây là vua và khát vọng một tự chủ của ông vua bù nhìn này. Tất cả lăng tẩm các đồ triều như vua, lăng vua Gia Long, lăng Minh Mạng, lăng Thường Trì, lăng Tử Đức cũng như hoàng cung lại ngồi phía sáng để tham quan. Chất liệu chủ yếu ngày xưa là xây dựng bằng vôi vựa, mực mía, vò so, vò hiện nó giả ra trộn lại với nhau, không hề có xi măng sắt thép gì cả. Riêng gỗ đem từ miền Tịnh vào, gạch Bát Tràng đem từ ngoài Bắc vào, đá thanh đem từ Thanh Hóa vào, bởi vì là nhà Nguyễn là gốc ở Hàn Thanh Hóa. Thì các lăng tẩm đó đều xây dựng bằng chất liệu đó, nhưng mà riêng lăng vua khải định này theo một dòng kiến trúc khác, nửa Âu nửa Á, chính vì thế mà đến thời khải định sử dụng xi măng sắt thép để xây lăng tẩm. Các lăng vua đầu triều thì ánh sáng lúc bấy giờ là dùng nến hoặc đèn thường là, nhưng bấy giờ riêng lăng vua khải định vua cho người sang Pháp mua máy phát điện để bắt sáng toàn lăng. Và con đường mà chúng ta đi ngày hôm nay từ thành phố lên tận lăng là được làm từ thời Pháp, nhưng bây giờ con đường này nhỏ bằng 1/3 bây giờ mà thôi. Cả vua đầu triều như vua Gia Long, Minh Mạng, Thường Trị Đức thì đám tang đi bằng đường thủy, đi bằng thuyền phải 3 ngày 3 đêm mới đến tận lăng, nhưng mà riêng lăng khải định này đám tang đi bằng đường bộ gọi là lễ lên lăng. Bây giờ là vua đặc biệt đi xe ô tô, biệt uống rượu sông Banh được Bắc Đôn. Thì trong tất cả lúc bấy giờ thì người đây có một thời người ta đặt lăng khải định ngoài dòng kiến trúc nhà Nguyễn, bởi cái mới là bởi vì lúc bấy giờ vua vẫn giữ gìn cổ cách văn hóa phương Đông, nhưng ông biết tiếp thu văn hóa phương Tây cũng biết chọn lọc. Chính vì thế mà tỷ lệ chúng ta đến lăng khải định nhìn vào lăng nó là hơi lai căng và nó cực cỡ. Khi đến tham quan lăng vua khải định thì các bạn sẽ không thấy ở đây có mặt đập ao hồ và bóng cây cổ thụ, mà thay vào những con rồng rất là to lớn cực cỡ, cho nên đây làm cho kiến trúc lăng mang vẻ nặng nề hơn. Thành ba quanh lăng ở đây cũng không phải theo lệnh truyền đồi như ở các lăng đầu triều như vua lăng vua Minh Mạng, lăng vua Tử Đức, mà ở đây hàng rào những cây thánh giá khổng khiêu, bên trên là ôm hợp cả hình hoa sen, cả dòng kiến trúc đạo Phật gặp nhau tại đây. Khi đến tham quan lăng vua khải định, người ta không phải vì cảnh đẹp cảnh quan bên ngoài, ở đây người ta muốn mô tả nghệ thuật kèm những mảnh xanh sử và thủy tinh màu ở trong nội thất điện khải thành của cung thiên đình. Khi vào điện khải thành thì các bạn sẽ thấy là choáng ngợp, bởi vì những cái mảnh xanh sử và thủy tinh màu được ghép lên thành những tranh tuyệt đẹp. Đặc biệt trên trần nhà thì có ba bức bích họa gọi là ba bức tranh cửu long ẩn vân, tức là chỉ con rồng ẩn trong mây. Ba bức tranh này do nghệ nhân Phan Văn Tảnh vẽ. Người ta kể rằng ông Phan Văn Tảnh này không chỉ có tài vẽ bằng hai tay mà còn có tài dùng hai tay để vẽ rồng.
Và bây giờ thì mời các bạn mình lên tham quan. Chúng ta sẽ lên tham quan trên này, bởi vì không gian ở trong cung điện khá chật hẹp, chỉ vì thế mà đoàn chúng ta nhanh chóng mình đi, rồi chị giới thiệu xong rồi đoàn chúng ta sẽ tham quan trên này sau.